Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Việt Thi. Và ngày hôm nay mình sẽ trả lời các câu hỏi của anh Staff đưa ra. Cái đầu tiên, bạn có sợ cách ly lần 2 không? Có chứ, có sợ cách ly lần 2 không thì tất nhiên là phải có rồi. Bởi vì cái thứ nhất là vấn đề đi học thì sẽ rất là khó. Cái thứ hai nữa là mọi người sẽ không có được ra đường kiểu. Ý là bản thân lúc mà mình ở nhà thì mình cũng làm được những cái chuyện tốt. Chẳng hạn như là mình sẽ có thời gian để mình chăm sóc cho gia đình nè. Mình sẽ có thời gian để mình lo cho bản thân mình nhiều hơn. Hay thậm chí là mình làm những điều mình thích dễ hơn. Nhưng mà những cái đó mình có thể làm trong một cái khoảng thời gian nào đó nó khác. Còn cái việc là bây giờ là nếu như mà chẳng hạn như cách ly không có tiền, không có tiền thì làm sao tận hưởng được những thứ đó đúng không mọi người. Đó, cho nên là cách ly lần 2 luôn. Nếu có cách ly bạn sẽ làm gì? Nếu có cách ly thì Việt Thi sẽ... Cái đầu tiên là Việt Thi sẽ tập thể dục. Dạ, giờ này nó béo quá mình. Tập thể dục nè. Cái thứ hai nữa là sẽ lo lắng cho gia đình nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, học tiếng Anh nhiều hơn. Nói chung là làm những gì mà trong những cái ngày bình thường mình không có thời gian để mình làm thì mình sẽ làm. Rồi, cách ly lần 1 bạn đã làm gì để vượt qua thời gian? Cách ly lần 1 thì cũng giống như là những gì mình vừa nói trong đợt cách ly lần 2. Nếu như mà có cách ly lần 2 mình sẽ làm á. Mình tập thể dục này, mình học tiếng Anh, mình đọc sách, mình đọc... Trời ơi, đợt cách ly này em như bị sốc hồng vậy mọi người. Em đọc sách quá trời quá đất luôn. Mình đọc sách, mình tập thể dục nó rồi. Nấu ăn cho gia đình nhiều hơn, ở bên gia đình nhiều hơn. Nhảy một đoạn vũ để rửa tay mà bạn biết. Thường xuyên đi rửa tay, thỉnh thoảng về COVID khỏi đây. Vì một Việt Nam khỏe mạnh và nền y tế thế giới sẽ đổi thay. Cái câu cuối cùng gửi lời động viên đến những đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Việt Thi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những các anh chị, cô chú, bác sĩ đã trong đợt chống dịch đầu tiên này đã cùng ngồi nhau cố gắng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Và thật sự thì lúc mà lần đầu tiên nghe là dịch trở lại thì Thi rất là sợ. Nhưng mà nhờ có các anh chị, các cô chú, bác sĩ đã ngăn chặn và giống như là dốc hết tâm sức vào công việc để có thể chống dịch Covid lần này thì ngay cả gia đình Việt Thi cũng đã an tâm một phần nào hơn. Nhưng mà ngoài đó thì mong là tất cả mọi người có thể là mình giúp được một phần nào đó, ngoài việc là có thể đeo khẩu trang khi ra đường bất cứ lúc nào, mình còn phải thường xuyên rửa tay nè, thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể, giống như là chẳng hạn như đi từ ngoài đường về nhà thì mình phải thay đồ xong rồi tắm rửa liền để có thể ngăn chặn kịp thời. Thường xuyên, Việt Thi có học được một cách nên là phải thường xuyên khò nước muối thì rất là tốt luôn. Cho nên là mọi người hãy cố gắng giúp đỡ các anh chị, cô chú, bác sĩ trong đợt chống dịch nha. Bye bye tất cả mọi người.